Ông xả sao mà nó chẻ mày cái mày chết rồi. Thấy xà không? Thu về. Thu về. Thu về một mối. Rồi mình đánh đối phương. Chụp húp. Thu về một mối. Một mối. Mình đánh về cũng đỡ. Tưởng đỡ được. Làm sao đỡ được? Tới rồi, nó đánh mày ba rồi. Nó cấp kỳ vậy đó. Đánh mày. Làm sao tao ra? Không có ra được. Hiểu sư phụ nói. Y nhạt vậy nha. Cả như thế này nè, ý thức của mình, ý thức, cái ý thức phải có. Còn đánh ít bất, mình không biết, giờ tao đánh, tao biết. Giờ này thấy không? Phát xung năng kình rồi. Tập mạnh nha. Phát lại. Yeah. Yeah, we're talking about.